Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 6 câu nói của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả. Một người có tu dưỡng hay không thì từ vẻ bề ngoài, qua lời ăn tiếng nói có thể dễ dàng nhìn ra được. Dưới đây là 6 câu nói uyên thâm của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả, cũng là những lời răn dạy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. 1. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được? Khổng Tử: Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên su tai, nhân yên su tai. Trích Luận Ngữ. Tạm dịch: Khổng Tử nói, xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Để hiểu biết chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta. Nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch, lương thiện hay không. Quan sát cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không. Xem xét anh ta an tâm, vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả ba điểm này, thì không ai có thể lừa dối che giấu bạn được. 2. Thật giả cuối cùng sẽ phân biệt. Bạch Cư Dị: Chu Công khủng cụ lưu ngôn nhật, Vương Mãn khiêm cung vị thoáng thì, Hướng Sử đương sơ thân tiện tử, Nhất Sinh chân ngụy phục thủy tri. Trích Phóng Ngôn Ngũ Thủ. Dịch thơ: Chu Công còn sợ lời đồn thổi, Vương Mãn khiêm nhường chẳng cướp ngôi, thần kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay. Sau khi Vũ Vương chết, Chu Công phò tá thành vương, lòng trung son sắt, nhưng có lời đồn vu khống ông có ý cướp ngôi vua. Vương Mãn đã từng tỏ vẻ khiêm nhường, đối đãi kẻ sĩ, cứu trợ giúp đỡ tân khách, giả dạng là bậc quân tử hiền lương. Nhưng sau này, Vương Mãn thành kẻ nghịch thần làm loạn cướp ngôi vua. Nếu họ nửa đường nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân thế, thì hai người đó ai thực sự là thiện ác tốt xấu, e rằng sẽ không được ghi nhận công bằng. Câu thơ này nói rõ, thời gian là yếu tố quan trọng thử thách con người, thật giả nhất thời khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ hiện nguyên hình. 3. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người? Lã Bất Vi: Nội tác dụng lục thân tứ ẩn, ngoại tác dụng bát quan lục nghiệm. Trích Lã Thụy Xuân Thu. Tạm dịch: Đối nội thì dùng 6 người thân, 4 quan hệ gần, đối ngoại thì dùng 8 cách quan sát, 6 cách kiểm nghiệm. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người trong Lã Thụy Xuân Thu đã đưa ra lục thân tứ ẩn và bát quan lục nghiệm. Lục thân tứ ẩn cho ta phương pháp nội suy để hiểu rõ người ta. Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Tứ ẩn là 4 mối quan hệ thân quen: bạn bè kết giao hiện tại, cố nhân, bạn bè kết giao xưa kia, đồng hương, người cùng làng, láng giềng, người cùng xóm. Muốn hiểu rõ về một người thì hãy hỏi những người thân quen của họ. Bát quan lục nghiệm là phương pháp đánh giá trực diện, thông qua phân tích thái độ người ta khi đối diện với các hoàn cảnh khác nhau để hiểu rõ nhân phẩm của họ. Khi một người vào hoàn cảnh thuận lợi, hãy xem những người mà anh ta tiếp đãi. Khi một người ở địa vị cao sang, hãy xem những người mà anh ta tiến cử. Khi một người giàu có, hãy xem khách khứa của anh ta. Khi một người lắng nghe ý kiến của người khác, hãy xem những ý kiến của anh ta. Khi một người nhàn cư vô sự, hãy xem sở thích của anh ta. Khi một người ở trạng thái thư giãn, hãy xem lời ăn tiếng nói của anh ta. Khi một người nghèo khó,
hãy xem những gì anh ta không nhận. Khi một người ở địa vị thấp hèn, hãy xem những gì anh ta nhất quyết giữ. Làm cho anh ta vui, xem anh ta có đắc ý không? Còn biết mình là ai nữa không? Lấy lòng anh ta, xem anh ta thích cái gì? Khích nộ anh ta, xem khả năng tự ức chế của anh ta. Làm anh ta sợ hãi, xem anh ta có kiên định lập trường không? Làm anh ta đau buồn, kiểm nghiệm anh ta là người thế nào? Làm anh ta đau khổ, kiểm nghiệm anh ta có ý chí không? Bằng việc khảo nghiệm tổng hợp nhiều mặt, chúng ta sẽ biết rõ anh ta là người như thế nào. 4. Bảy cách để nhìn người của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng: phù trí nhân tính, mạc nan sát yên, mỹ ác ký thù, tình mạo bất nhất, hữu ôn lương nhi, vi trá giả, hữu ngoại cung nhi, nội khi giả, hữu ngoại dũng nhi, nội khiếp giả, hữu tận lực nhi, bất trung giả, nhiên tri nhân chi đạo, hữu thất yên, nhất viết, giảng chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí, nhị viết, cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến, tam viết, tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức, tứ viết, cáo chi dĩ họa nạn nhi quan kỳ dũng, ngũ viết, túy chi dĩ tủ nhi quan kỳ tính, lục viết, lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm, thất viết, kỳ chi dĩ sự nhi quan kỳ tính. Tạm dịch: biết tính cách người ta chẳng có gì là khó. Tốt xấu khác nhau thì nội tâm khác với biểu lộ. Có kẻ vẻ hiền lành nhưng thực giả dối. Có kẻ ngoài cung kính nhưng trong lừa bịp. Có kẻ ngoài dũng mãnh nhưng trong khiếp sợ. Có kẻ tận tụy nhưng bất trung. Cách nhận biết người có 7 cách. 1. Gây chia rẽ thị phi để xem chí hướng. 2. Truy vấn, tranh luận để xem khả năng ứng biến. 3. Hỏi mưu kế để xem kiến thức. 4. Báo tai họa, khó nạn để xem cái dũng. 5. Chuốc rượu say để xem bản tính. 6. Dùng tài lợi để xem liêm khiết. 7. Giao việc để xem chữ tính. Con người nội tâm và biểu lộ thường khác nhau. Để hiểu chính xác bản tính một người là vô cùng khó. Vậy làm thế nào để thông qua biểu hiện bên ngoài của người ta mà phán đoán nội tâm chân thực của họ? Về vấn đề này, Gia Cát Lượng đã đưa ra 7 phương pháp nhận biết. Thông qua việc để anh ta phán đoán đúng sai để nhận biết chí hướng lập trường của anh ta. Thông qua tranh luận, truy vấn để nhận biết khí độ và khả năng ứng biến của anh ta. Tham vấn hỏi ý kiến anh ta về vấn đề nào đó để nhận biết kiến thức của anh ta. Báo cho anh ta về tai họa hoặc khó khăn hiện tại để nhận biết lòng can đảm và dũng khí của anh ta. Chuốc rượu anh ta say để nhận biết bản tính, tu dưỡng của anh ta. Dùng lời dụ dỗ để xem anh ta có liêm khiết không. Giao việc cho anh ta làm để nhận biết anh ta có đáng tin cậy không. 5. Năm cách đánh giá của Lý Khôi. Lý Khôi: cư thị kỳ sở thân, phú thị kỳ sở giữ, đạt thị kỳ sở cử, cùng thị kỳ sở bất vi, bần thị kỳ sở bất thủ. Tạm dịch: trong cuộc sống xem thân cận với ai, khi giàu có xem cho ai tiền của, khi thành đạt xem tiếng cử ai, khi khốn cùng xem điều gì không làm, khi nghèo khó xem cái gì không lấy. Lý Khôi là nhân vật tiêu biểu cho phái Pháp Gia của thời Chiến Quốc. Ông đưa ra 5 phương pháp quan sát đánh giá con người. Một người thường xuyên giao du với những ai là rất quan trọng. Sống bởi khó nhọc, chết bởi an lạc. Khi một người sống trong cảnh giàu có, dùng tiền tiêu vào những gì là có thể biết được khả năng tự ức chế của anh ta. Một người ở địa vị cao quý, đề bạc trọng dụng những ai thì biết được tiết tháo của anh ta. Một người trong nghịch cảnh liệu có vứt bỏ chuẩn mực đạo đức không là có thể biết được ý chí của anh ta. Một người lâm vào cảnh nghèo khó bần cùng liệu có giữ mình trong sạch không là biết được phẩm chất của anh ta. 6. Chính tà xem mắt, thật giả xem môi. Tăng Quốc Phiên: tà chính kháng nhãn tỵ,
chân giả kháng chủy thần, công danh kháng khí vũ, sự nghiệp kháng tinh thần, thọ yểu kháng chỉ trảo, phong ba kháng cước cân, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trung. Trích Tăng Quốc Viên Quan Nhân Khẩu Quyết. Tạm dịch: chính tà xem mắt, thực giả xem môi, công danh xem khí chất phong độ, sự nghiệp xem tinh thần, thọ yểu xem móng tay, phong ba xem gót chân. Nếu muốn hỏi trật tự nề nếp, đều trong lời nói mà xem. Xem tướng mặt mà biết nội tâm, đây không phải là mê tín. Tinh thần, khí chất của con người đều thể hiện ra trong cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt thần thái an định, có ánh mắt rực sáng, thì nội tâm anh ta tràn đầy tự tin, vượt qua được thử thách. Người ăn nói chân thành thì miệng vuông vắn tròn trịa, là người có chủ kiến khi gặp chuyện cấp bách, là người tạo được chỗ đứng vững chắc. Nếu một người biết tu dưỡng, thì từ vẻ bề ngoài sẽ toát lên khí chất đặc biệt từ nội tâm, về sau nhất định sẽ công thành danh toại. Muốn biết một người có thành danh hay không, thì hãy xem trạng thái tinh thần của người đó. Nếu một người mà mỗi lời nói ra đều là lời chân thành từ đáy lòng, nói năng gọn ghẽ, súc tích, thì khi tư duy vấn đề cũng rất chặt chẽ, logic. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi. Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng tha thứ cho người khác là một việc đầy khó khăn chăng? Mẫu truyện dưới đây hy vọng sẽ gợi ý cho bạn. Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ, sống với ba người con trai. Một ngày kia, ông lão gọi các con của mình lại và nói: cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên, một trong ba anh em con cần phải thay cha gánh vác gia đình. Hôm nay, cha giao cho mỗi con một thỏi bạc. Hãy đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình. Một thời gian sau, ba người con trở về, người cha yêu cầu họ kể lại những gì họ đã trải qua. Anh con cả tự hào, còn nhìn thấy một người phụ nữ định trẫm mình xuống sông, con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên bờ. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được hai mạng người. Anh thứ hai cũng hào hứng kể, con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa và dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản. Người cha mỉm cười, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng, chỉ còn lại anh Út, anh ngập ngừng: cha ạ, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì, mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn. Ngày hôm trước, đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc ấy anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm. Chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực. Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta đó mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn. Vì kẻ đồi bại như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bức rứt lắm, con đành gọi anh ta dậy, bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo nguyện của cha. Người cha nghe xong, không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn. Ông quyết định trao cho con trai Út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình. Sau khi người con Út trở thành trụ cột gia đình, vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt. Câu chuyện Nỗi oan của vị thiền sư. Nói về lòng bao dung và tha thứ,
không ai quên câu chuyện có thật về vị thiền sư Nhật Bản Hakuin Ekaku. Thiền sư Hakuin Ekaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo, Nhật Bản. Xuất gia từ năm 8 tuổi, ông được coi là thiền sư vĩ đại, 500 năm mới có một người của nước Nhật. Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể bởi đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ cha của đứa bé là thiền sư Hakuin. Một vị sư được mọi người kính trọng lại làm chuyện như vậy, câu chuyện lan ra khắp xóm làng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Tuy nhiên, khi đối mặt với tất cả, thiền sư Hakuin bình thản trả lời: "Thế à?" Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa cháu được sinh ra rồi, mang tới bỏ mặc cho thiền sư. Thiền sư Hakuin không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh, nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè biểu. Sau một thời gian dài, cô gái vì cảm thấy day dứt, hối hận nên đã thú thực với cha mẹ rằng người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin đứa cháu mang về. Thiền sư nghe xong chỉ bình thản nói: "Thế à?" Sự tình được truyền đi, dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tấm lòng bao dung rộng lượng của thiền sư. Danh tiếng của thiền sư cũng nhờ vậy mà ngày càng vang xa. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 6 câu nói của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả. Một người có tu dưỡng hay không thì từ vẻ bề ngoài, qua lời ăn tiếng nói có thể dễ dàng nhìn ra được. Dưới đây là 6 câu nói uyên thâm của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả, cũng là những lời răn dạy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. 1. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được? Khổng Tử: "Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên sưu tai, nhân yên sưu tai." Trích Luận Ngữ. Tạm dịch: Khổng Tử nói, xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Để hiểu biết chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta. Nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch, lương thiện hay không. Quan sát cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không. Xem xét anh ta an tâm, vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả 3 điểm này, thì không ai có thể lừa dối che giấu bạn được. 2. Thật giả cuối cùng sẽ phân biệt. Bạch cư dị, chu công khủng cụ lưu ngôn nhật, vương mãn khiêm cung vị thoáng thì, hướng sử đương sơ thân tiện tử, nhất sinh chân ngụy phục thủy tri. Trích
Phóng ngôn ngũ thủ. Dịch thơ: Chu Công còn sợ lời đồn thổi, Vương Mãn khiêm nhường chẳng cướp ngôi. Thần kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay. Sau khi Vũ Vương chết, Chu Công phò tá thành vương, lòng trung son sắt, nhưng có lời đồn vu khống ông có ý cướp ngôi vua. Vương Mãn đã từng tỏ vẻ khiêm nhường, đối đãi kẻ sĩ, cứu trợ giúp đỡ tân khách, giả dạng là bậc quân tử hiền lương. Nhưng sau này, Vương Mãn thành kẻ nghịch thần làm loạn cướp ngôi vua. Nếu họ nửa đường nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân thế, thì hai người đó ai thực sự là thiện ác tốt xấu, e rằng sẽ không được ghi nhận công bằng. Câu thơ này nói rõ, thời gian là yếu tố quan trọng thử thách con người, thật giả nhất thời khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ hiện nguyên hình. 3. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người? Lã Bất Vi: Nội tác dụng, lục thân tứ ẩn, ngoại tác dụng, bát quan lục nghiệm. Trích: Lã Thụy Xuân Thu. Tạm dịch: Đối nội thì dùng 6 người thân, 4 quan hệ gần, đối ngoại thì dùng 8 cách quan sát, 6 cách kiểm nghiệm. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người trong Lã Thị Xuân Thu đã đưa ra lục thân tứ ẩn và bát quan lục nghiệm. Lục thân tứ ẩn cho ta phương pháp nội suy để hiểu rõ người ta. Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Tứ ẩn là 4 mối quan hệ thân quen: bạn bè kết giao hiện tại, cố nhân, bạn bè kết giao xưa kia, đồng hương, người cùng làng, láng giềng, người cùng xóm. Muốn hiểu rõ về một người thì hãy hỏi những người thân quen của họ. Bát quan lục nghiệm là phương pháp đánh giá trực diện. Thông qua phân tích thái độ người ta khi đối diện với các hoàn cảnh khác nhau để hiểu rõ nhân phẩm của họ. Khi một người vào hoàn cảnh thuận lợi, hãy xem những người mà anh ta tiếp đãi. Khi một người ở địa vị cao sang, hãy xem những người mà anh ta tiến cử. Khi một người giàu có, hãy xem khách khứa của anh ta. Khi một người lắng nghe ý kiến của người khác, hãy xem những ý kiến của anh ta. Khi một người nhàn cư vô sự, hãy xem sở thích của anh ta. Khi một người ở trạng thái thư giãn, hãy xem lời ăn tiếng nói của anh ta. Khi một người nghèo khó, hãy xem những gì anh ta không nhận. Khi một người ở địa vị thấp hèn, hãy xem những gì anh ta nhất quyết giữ. Làm cho anh ta vui, xem anh ta có đắc ý không, còn biết mình là ai nữa không. Lấy lòng anh ta, xem anh ta thích cái gì. Khích nộ anh ta, xem khả năng tự ức chế của anh ta. Làm anh ta sợ hãi, xem anh ta có kiên định lập trường không. Làm anh ta đau buồn, kiểm nghiệm anh ta là người thế nào. Làm anh ta đau khổ, kiểm nghiệm anh ta có ý chí không. Bằng việc khảo nghiệm tổng hợp nhiều mặt, chúng ta sẽ biết rõ anh ta là người như thế nào. 4. Bảy cách để nhìn người của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng: Phù trí nhân tính, mạc nan sát yên, mỹ ác ký thù, tình mạo bất nhất, hữu ôn lương nhi, vi trá giả, hữu ngoại cung nhi, nội khi giả, hữu ngoại dũng nhi, nội khiếp giả, hữu tận lực nhi, bất trung giả, nhiên tri nhân chi đạo, hữu thất yên, nhất viết, giảng chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí, nhị viết, cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến, tam viết, tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức, tứ viết, cáo chi dĩ họa nạn nhi quan kỳ dũng, ngũ viết, túy chi dĩ tủ nhi quan kỳ tính, lục viết, lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm, thất viết, kỳ chi dĩ sự nhi quan kỳ tính. Tạm dịch: Biết tính cách người ta chẳng có gì là khó, tốt xấu khác nhau thì nội tâm khác với biểu lộ. Có kẻ vẻ hiền lành nhưng thực giả dối, có kẻ ngoài cung kính nhưng trong lừa bịp, có kẻ ngoài dũng mãnh nhưng trong khiếp sợ, có kẻ tận tụy nhưng bất trung. Cách nhận biết người có 7 cách. 1. Gây chia rẽ thị phi để xem chí hướng. 2. Truy vấn, tranh luận để xem khả năng ứng biến.
3. Hỏi mưu kế để xem kiến thức. 4. Báo tai họa, khó nạn để xem cái dũng. 5. Chuốc rượu say để xem bản tính. 6. Dùng tài lợi để xem liêm khiết. 7. Giao việc để xem chữ tính. Con người nội tâm và biểu lộ thường khác nhau. Để hiểu chính xác bản tính một người là vô cùng khó. Vậy làm thế nào để thông qua biểu hiện bên ngoài của người ta mà phán đoán nội tâm chân thực của họ? Về vấn đề này, Gia Cát Lượng đã đưa ra 7 phương pháp nhận biết. Thông qua việc để anh ta phán đoán đúng sai để nhận biết chí hướng lập trường của anh ta. Thông qua tranh luận, truy vấn để nhận biết khí độ và khả năng ứng biến của anh ta. Tham vấn hỏi ý kiến anh ta về vấn đề nào đó để nhận biết kiến thức của anh ta. Báo cho anh ta về tai họa hoặc khó khăn hiện tại để nhận biết lòng can đảm và dũng khí của anh ta. Chuốc rượu anh ta say để nhận biết bản tính, tu dưỡng của anh ta. Dùng lời dụ dỗ để xem anh ta có liêm khiết không. Giao việc cho anh ta làm để nhận biết anh ta có đáng tin cậy không. 5. 5 cách đánh giá của Lý Khôi. Lý Khôi: cư thị kỳ sở thân, phú thị kỳ sở dữ, đạt thị kỳ sở cử, cùng thị kỳ sở bất vi, bần thị kỳ sở bất thủ. Tạm dịch: trong cuộc sống xem thân cận với ai, khi giàu có xem cho ai tiền của, khi thành đạt xem tiếng cử ai, khi khốn cùng xem điều gì không làm, khi nghèo khó xem cái gì không lấy. Lý Khôi là nhân vật tiêu biểu cho phái pháp gia của thời Chiến Quốc. Ông đưa ra 5 phương pháp quan sát đánh giá con người. Một người thường xuyên giao du với những ai là rất quan trọng. Sống bởi khó nhọc, chết bởi an lạc. Khi một người sống trong cảnh giàu có, dùng tiền tiêu vào những gì là có thể biết được khả năng tự ức chế của anh ta. Một người ở địa vị cao quý, đề bạc trọng dụng những ai thì biết được tiết tháo của anh ta. Một người trong nghịch cảnh liệu có vứt bỏ chuẩn mực đạo đức không là có thể biết được ý chí của anh ta. Một người lâm vào cảnh nghèo khó bần cùng liệu có giữ mình trong sạch không là biết được phẩm chất của anh ta. 6. Chính tà xem mắt, thật giả xem môi. Tăng Quốc Phiên: tà chính kháng nhãn tỵ, chân giả kháng chủy thần, công danh kháng khí vũ, sự nghiệp kháng tinh thần, thọ yểu kháng chỉ trảo, phong ba kháng cước cân, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trung. Trích Tăng Quốc Phiên, Quan Nhân Khẩu Quyết. Tạm dịch: chính tà xem mắt, thực giả xem môi, công danh xem khí chất phong độ, sự nghiệp xem tinh thần, thọ yểu xem móng tay, phong ba xem gót chân. Nếu muốn hỏi trật tự nề nếp, đều trong lời nói mà xem. Xem tướng mặt mà biết nội tâm, đây không phải là mê tín. Tinh thần, khí chất của con người đều thể hiện ra trong cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt thần thái an định, có ánh mắt rực sáng, thì nội tâm anh ta tràn đầy tự tin, vượt qua được thử thách. Người ăn nói chân thành thì miệng vuông vắn tròn trịa, là người có chủ kiến khi gặp chuyện cấp bách, là người tạo được chỗ đứng vững chắc. Nếu một người biết tu dưỡng thì từ vẻ bề ngoài sẽ toát lên khí chất đặc biệt từ nội tâm, về sau nhất định sẽ công thành danh toại. Muốn biết một người có thành danh hay không thì hãy xem trạng thái tinh thần của người đó. Nếu một người mà mỗi lời nói ra đều là lời chân thành từ đáy lòng, nói năng gọn gẽ, súc tích, thì khi tư duy vấn đề cũng rất chặt chẽ, logic. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi. Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng tha thứ cho người khác là một việc đầy khó khăn chăng? Mẫu truyện dưới đây hy vọng sẽ gợi ý cho bạn. Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ, sống với 3 người con trai. Một ngày kia, ông lão gọi các con của mình lại và nói:
Cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên, một trong ba anh em con cần phải thay cha gánh vác gia đình. Hôm nay, cha giao cho mỗi con một thỏi bạc. Hãy đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình. Một thời gian sau, ba người con trở về. Người cha yêu cầu họ kể lại những gì họ đã trải qua. Anh con cả tự hào, còn nhìn thấy một người phụ nữ định trẫm mình xuống sông. Con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên bờ. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được hai mạng người. Anh thứ hai cũng hào hứng kể, con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa và dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản. Người cha mỉm cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ còn lại anh Út, anh ngập ngừng. Cha ạ, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn. Ngày hôm trước đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc ấy anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm. Chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực. Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta đó mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn. Vì kẻ đồi bại như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bức rứt lắm. Con đành gọi anh ta dậy, bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo nguyện của cha. Người cha nghe xong, không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn. Ông quyết định trao cho con trai Út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình. Sau khi người con Út trở thành trụ cột gia đình, vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt. Câu chuyện nỗi oan của vị thiền sư. Nói về lòng bao dung và tha thứ, không ai quên câu chuyện có thật về vị thiền sư Nhật Bản Hakuin Ikaku. Thiền sư Hakuin Ikaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo, Nhật Bản. Xuất gia từ năm 8 tuổi, ông được coi là thiền sư vĩ đại, 500 năm mới có một người của nước Nhật. Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể bởi đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ cha của đứa bé là thiền sư Hakuin. Một vị sư được mọi người kính trọng lại làm chuyện như vậy, câu chuyện lan ra khắp xóm làng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Tuy nhiên, khi đối mặt với tất cả, thiền sư Hakuin bình thản trả lời: thế à. Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa cháu được sinh ra rồi mang tới bỏ mặc cho thiền sư. Thiền sư Hakuin không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè biểu. Sau một thời gian dài, cô gái vì cảm thấy day dứt, hối hận nên đã thú thực với cha mẹ rằng người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin đứa cháu mang về. Thiền sư nghe xong chỉ bình thản nói: thế à. Sự tình được truyền đi, dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tấm lòng bao dung rộng lượng của thiền sư.
Danh tiếng của thiền sư cũng nhờ vậy mà ngày càng vang xa. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 6 câu nói của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả. Một người có tu dưỡng hay không thì từ vẻ bề ngoài, qua lời ăn tiếng nói có thể dễ dàng nhìn ra được. Dưới đây là 6 câu nói uyên thâm của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả, cũng là những lời răn dạy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. 1. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được? Khổng Tử: Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên sưu tai. Nhân yên, sưu tai. Trích Luận Ngữ. Tạm dịch: Khổng Tử nói, xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Để hiểu biết chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta. Nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch, lương thiện hay không. Quan sát cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không. Xem xét anh ta an tâm, vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả 3 điểm này, thì không ai có thể lừa dối che giấu bạn được. 2. Thật giả cuối cùng sẽ phân biệt. Bạch Cư Dị: Chu Công Khủng Cụ Lưu Ngôn Nhật, Vương Mãn Khiêm Cung Vị Thoáng Thị, Hướng Sử Đương Sơ Thân Tiện Tử, Nhất Sinh Chân Ngụy Phục Thủy Tri. Trích Phóng Ngôn Ngũ Thủ. Dịch thơ: Chu Công còn sợ lời đồn thổi, Vương Mãn khiêm nhường chẳng cướp ngôi. Thần kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay. Sau khi Vũ Vương chết, Chu Công phò tá thành vương, lòng trung son sắt, nhưng có lời đồn vu khống ông có ý cướp ngôi vua. Vương Mãn đã từng tỏ vẻ khiêm nhường, đối đãi kẻ sĩ, cứu trợ giúp đỡ tân khách, giả dạng là bậc quân tử hiền lương. Nhưng sau này, Vương Mãn thành kẻ nghịch thần làm loạn cướp ngôi vua. Nếu họ nửa đường nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân thế, thì hai người đó ai thực sự là thiện ác tốt xấu, e rằng sẽ không được ghi nhận công bằng. Câu thơ này nói rõ, thời gian là yếu tố quan trọng thử thách con người, thật giả nhất thời khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ hiện nguyên hình. 3. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người? Lã Bất Vi: Nội tác dụng, lục thân tứ ẩn, ngoại tác dụng, bát quan lục nghiệm. Trích Lã Thụy Xuân Thu. Tạm dịch: Đối nội thì dùng 6 người thân, 4 quan hệ gần. Đối ngoại thì dùng 8 cách quan sát, 6 cách kiểm nghiệm. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người trong Lã Thụy Xuân Thu đã đưa ra lục thân tứ ẩn và bát quan lục nghiệm. Lục thân tứ ẩn cho ta phương pháp nội suy để hiểu rõ người ta. Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Tứ ẩn là 4 mối quan hệ thân quen: bạn bè kết giao hiện tại, cố nhân, bạn bè kết giao xưa kia, đồng hương, người cùng làng, láng giềng, người cùng xóm. Muốn hiểu rõ về một người thì hãy hỏi những người thân quen của họ. Bát quan lục nghiệm là phương pháp đánh giá trực diện. Thông qua phân tích thái độ
người ta khi đối diện với các hoàn cảnh khác nhau để hiểu rõ nhân phẩm của họ. Khi một người vào hoàn cảnh thuận lợi, hãy xem những người mà anh ta tiếp đãi. Khi một người ở địa vị cao sang, hãy xem những người mà anh ta tiến cử. Khi một người giàu có, hãy xem khách khứa của anh ta. Khi một người lắng nghe ý kiến của người khác, hãy xem những ý kiến của anh ta. Khi một người nhàn cư vô sự, hãy xem sở thích của anh ta. Khi một người ở trạng thái thư giãn, hãy xem lời ăn tiếng nói của anh ta. Khi một người nghèo khó, hãy xem những gì anh ta không nhận. Khi một người ở địa vị thấp hèn, hãy xem những gì anh ta nhất quyết giữ. Làm cho anh ta vui, xem anh ta có đắc ý không? Còn biết mình là ai nữa không? Lấy lòng anh ta, xem anh ta thích cái gì. Khích nộ anh ta, xem khả năng tự ức chế của anh ta. Làm anh ta sợ hãi, xem anh ta có kiên định lập trường không. Làm anh ta đau buồn, kiểm nghiệm anh ta là người thế nào. Làm anh ta đau khổ, kiểm nghiệm anh ta có ý chí không. Bằng việc khảo nghiệm tổng hợp nhiều mặt, chúng ta sẽ biết rõ anh ta là người như thế nào. 4. Bảy cách để nhìn người của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng: phù trí nhân tính, mạc nan sát yên, mỹ ác ký thù, tình mạo bất nhất, hữu ôn lương nhi, vi trá giả, hữu ngoại cung nhi, nội khi giả, hữu ngoại dũng nhi, nội khiếp giả, hữu tận lực nhi, bất trung giả, nhiên tri nhân chi đạo, hữu thất yên, nhất viết, giảng chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí, nhị viết, cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến, tam viết, tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức, tứ viết, cáo chi dĩ họa nạn nhi quan kỳ dũng, ngũ viết, túy chi dĩ tủ nhi quan kỳ tính, lục viết, lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm, thất viết, kỳ chi dĩ sự nhi quan kỳ tính. Tạm dịch: biết tính cách người ta chẳng có gì là khó. Tốt xấu khác nhau thì nội tâm khác với biểu lộ. Có kẻ vẻ hiền lành nhưng thực giả dối. Có kẻ ngoài cung kính nhưng trong lừa bịp. Có kẻ ngoài dũng mãnh nhưng trong khiếp sợ. Có kẻ tận tụy nhưng bất trung. Cách nhận biết người có 7 cách. 1. Gây chia rẽ thị phi để xem chí hướng. 2. Truy vấn, tranh luận để xem khả năng ứng biến. 3. Hỏi mưu kế để xem kiến thức. 4. Báo tai họa, khó nạn để xem cái dũng. 5. Chuốc rượu say để xem bản tính. 6. Dùng tài lợi để xem liêm khiết. 7. Giao việc để xem chữ tính. Con người nội tâm và biểu lộ thường khác nhau. Để hiểu chính xác bản tính một người là vô cùng khó. Vậy làm thế nào để thông qua biểu hiện bên ngoài của người ta mà phán đoán nội tâm chân thực của họ? Về vấn đề này, Gia Cát Lượng đã đưa ra 7 phương pháp nhận biết. Thông qua việc để anh ta phán đoán đúng sai để nhận biết chí hướng lập trường của anh ta. Thông qua tranh luận truy vấn để nhận biết khí độ và khả năng ứng biến của anh ta. Tham vấn hỏi ý kiến anh ta về vấn đề nào đó để nhận biết kiến thức của anh ta. Báo cho anh ta về tai họa hoặc khó khăn hiện tại để nhận biết lòng can đảm và dũng khí của anh ta. Chuốc rượu anh ta say để nhận biết bản tính, tu dưỡng của anh ta. Dùng lời dụ dỗ để xem anh ta có liêm khiết không. Giao việc cho anh ta làm để nhận biết anh ta có đáng tin cậy không. 5. Năm cách đánh giá của Lý Khôi. Lý Khôi: cư thị kỳ sở thân, phú thị kỳ sở dữ, đạt thị kỳ sở cử, cùng thị kỳ sở bất vi, bần thị kỳ sở bất thủ. Tạm dịch: trong cuộc sống xem thân cận với ai, khi giàu có xem cho ai tiền của, khi thành đạt xem tiến cử ai, khi khốn cùng xem điều gì không làm, khi nghèo khó xem cái gì không lấy. Lý Khôi là nhân vật tiêu biểu cho phái Pháp Gia của thời Chiến Quốc. Ông đưa ra 5 phương pháp quan sát đánh giá con người. Một người thường xuyên giao du với những ai là rất quan trọng. Sống bởi khó nhọc, chết bởi an lạc. Khi một người sống trong cảnh giàu có, dùng tiền tiêu vào những gì
là có thể biết được khả năng tự ước chế của anh ta. Một người ở địa vị cao quý, đề bạt trọng dụng những ai thì biết được tiết tháo của anh ta. Một người trong nghịch cảnh, liệu có vứt bỏ chuẩn mực đạo đức không, là có thể biết được ý chí của anh ta. Một người lâm vào cảnh nghèo khó bần cùng, liệu có giữ mình trong sạch không, là biết được phẩm chất của anh ta. 6. Chính tà xem mắt, thật giả xem môi. Tăng Quốc Phiên: tà chính kháng nhãn tỵ, chân giả kháng chủy thần, công danh kháng khí vũ, sự nghiệp kháng tinh thần, thọ yểu kháng chỉ trảo, phong ba kháng cước cân, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trung. Trích Tăng Quốc Phiên, Quan Nhân Khẩu Quyết. Tạm dịch: chính tà xem mắt, thực giả xem môi, công danh xem khí chất phong độ, sự nghiệp xem tinh thần, thọ yểu xem móng tay, phong ba xem gót chân. Nếu muốn hỏi trật tự nề nếp, đều trong lời nói mà xem. Xem tướng mặt mà biết nội tâm, đây không phải là mê tín. Tinh thần, khí chất của con người đều thể hiện ra trong cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt thần thái an định, có ánh mắt rực sáng, thì nội tâm anh ta tràn đầy tự tin, vượt qua được thử thách. Người ăn nói chân thành thì miệng vuông vắn tròn trịa, là người có chủ kiến khi gặp chuyện cấp bách, là người tạo được chỗ đứng vững chắc. Nếu một người biết tu dưỡng, thì từ vẻ bề ngoài sẽ toát lên khí chất đặc biệt từ nội tâm, về sau nhất định sẽ công thành danh toại. Muốn biết một người có thành danh hay không, thì hãy xem trạng thái tinh thần của người đó. Nếu một người mà mỗi lời nói ra đều là lời chân thành từ đáy lòng, nói năng gọn ghẽ, súc tích, thì khi tư duy vấn đề cũng rất chặt chẽ, logic. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi. Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng tha thứ cho người khác là một việc đầy khó khăn chăng? Mẫu chuyện dưới đây hy vọng sẽ gợi ý cho bạn. Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ, sống với 3 người con trai. Một ngày kia, ông lão gọi các con của mình lại và nói: cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên, một trong 3 anh em con cần phải thay cha gánh vác gia đình. Hôm nay, cha giao cho mỗi con 1 thỏi bạc. Hãy đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình. Một thời gian sau, 3 người con trở về. Người cha yêu cầu họ kể lại những gì họ đã trải qua. Anh con cả tự hào: con nhìn thấy một người phụ nữ định trẫm mình xuống sông, con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên bờ. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được 2 mạng người. Anh thứ hai cũng hào hứng kể: con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa và dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản. Người cha mỉm cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ còn lại anh Út. Anh ngập ngừng: cha ạ, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn. Ngày hôm trước đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc ấy anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm, chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực. Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta đó mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn, vì kẻ đồi bại như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bức rứt lắm, con đành gọi anh ta dậy bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo nguyện của cha. Người cha nghe xong không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn.
ông quyết định trao cho con trai Út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình. Sau khi người con Út trở thành trụ cột gia đình, vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt. Câu chuyện Nỗi oan của vị thiền sư. Nói về lòng bao dung và tha thứ, không ai quên câu chuyện có thật về vị thiền sư Nhật Bản Hakuin Ikaku. Thiền sư Hakuin Ikaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo, Nhật Bản. Xuất gia từ năm 8 tuổi, ông được coi là thiền sư vĩ đại, 500 năm mới có một người của nước Nhật. Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể bởi đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ cha của đứa bé là thiền sư Hakuin. Một vị sư được mọi người kính trọng lại làm chuyện như vậy, câu chuyện lan ra khắp xóm làng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Tuy nhiên, khi đối mặt với tất cả, thiền sư Hakuin bình thản trả lời: "Thế à." Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa cháu được sinh ra rồi, mang tới bỏ mặc cho thiền sư. Thiền sư Hakuin không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh, nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè biểu. Sau một thời gian dài, cô gái vì cảm thấy day dứt, hối hận, nên đã thú thực với cha mẹ rằng người cha đứa bé không phải là Hakuin, mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng, nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin đứa cháu mang về. Thiền sư nghe xong chỉ bình thản nói: "Thế à." Sự tình được truyền đi, dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tấm lòng bao dung rộng lượng của thiền sư. Danh tiếng của thiền sư cũng nhờ vậy mà ngày càng vang xa. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 6 câu nói của cổ nhân giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả. Một người có tu dưỡng hay không thì từ vẻ bề ngoài, qua lời ăn tiếng nói, có thể dễ dàng nhìn ra được. Dưới đây là 6 câu nói uyên thâm của cổ nhân, giúp bạn thấy rõ lòng người thật giả, cũng là những lời răn dạy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. 1. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được? Khổng Tử: "Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên su tai, nhân yên su tai." Trích Luận Ngữ. Tạm dịch: Khổng Tử nói, xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Để hiểu biết chính xác một người, cách tốt nhất là xem lời nói, việc làm của anh ta. Nó thể hiện tâm trí anh ta có trong sạch, lương thiện hay không. Quan sát cách thức thực hiện của anh ta, từ đó có thể thấy phương thức làm việc của anh ta có thỏa đáng hay không.
xem xét anh ta an tâm, vui thích về điều gì, từ đó có thể thấy giới hạn chuẩn mực nguyên tắc của anh ta. Nếu bạn thấy rõ cả ba điểm này, thì không ai có thể lừa dối che giấu bạn được. 2. Thật giả cuối cùng sẽ phân biệt. Bạch cư dị, chu công khủng cụ lưu ngôn nhật, vương mãn khiêm cung vị thoáng thị, hướng sử đương sơ thân tiện tử, nhất sinh chân ngụy phục thủy tri. Trích Phóng Ngôn Ngũ Thủ. Dịch thơ: chu công còn sợ lời đồn thổi, vương mãn khiêm nhường chẳng cướp ngôi. Thần kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay. Sau khi Vũ Vương chết, chu công phò tá thành vương, lòng trung son sắt, nhưng có lời đồn vu khống ông có ý cướp ngôi vua. Vương Mãn đã từng tỏ vẻ khiêm nhường, đối đãi kẻ sĩ, cứu trợ giúp đỡ tân khách, giả dạng là bậc quân tử hiền lương. Nhưng sau này, Vương Mãn thành kẻ nghịch thần làm loạn cướp ngôi vua. Nếu họ nửa đường nhắm mắt xuôi tay rời khỏi nhân thế, thì hai người đó ai thực sự là thiện ác tốt xấu, e rằng sẽ không được ghi nhận công bằng. Câu thơ này nói rõ, thời gian là yếu tố quan trọng thử thách con người, thật giả nhất thời khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ hiện nguyên hình. 3. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người? Lã Bất Vi: nội tác dụng lục thân tứ ẩn, ngoại tác dụng bát quan lục nghiệm. Trích Lã Thị Xuân Thu. Tạm dịch: đối nội thì dùng 6 người thân, 4 quan hệ gần, đối ngoại thì dùng 8 cách quan sát, 6 cách kiểm nghiệm. Làm thế nào để biết được nội tâm chân thật của con người trong Lã Thị Xuân Thu đã đưa ra lục thân tứ ẩn và bát quan lục nghiệm. Lục thân tứ ẩn cho ta phương pháp nội suy để hiểu rõ người ta. Lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Tứ ẩn là 4 mối quan hệ thân quen: bạn bè kết giao hiện tại, cố nhân, bạn bè kết giao xưa kia, đồng hương, người cùng làng, láng giềng, người cùng xóm. Muốn hiểu rõ về một người thì hãy hỏi những người thân quen của họ. Bát quan lục nghiệm là phương pháp đánh giá trực diện, thông qua phân tích thái độ người ta khi đối diện với các hoàn cảnh khác nhau để hiểu rõ nhân phẩm của họ. Khi một người vào hoàn cảnh thuận lợi, hãy xem những người mà anh ta tiếp đãi. Khi một người ở địa vị cao sang, hãy xem những người mà anh ta tiến cử. Khi một người giàu có, hãy xem khách khứa của anh ta. Khi một người lắng nghe ý kiến của người khác, hãy xem những ý kiến của anh ta. Khi một người nhàn cư vô sự, hãy xem sở thích của anh ta. Khi một người ở trạng thái thư giãn, hãy xem lời ăn tiếng nói của anh ta. Khi một người nghèo khó, hãy xem những gì anh ta không nhận. Khi một người ở địa vị thấp hèn, hãy xem những gì anh ta nhất quyết giữ. Làm cho anh ta vui, xem anh ta có đắc ý không, còn biết mình là ai nữa không. Lấy lòng anh ta, xem anh ta thích cái gì. Khích nộ anh ta, xem khả năng tự ức chế của anh ta. Làm anh ta sợ hãi, xem anh ta có kiên định lập trường không. Làm anh ta đau buồn, kiểm nghiệm anh ta là người thế nào. Làm anh ta đau khổ, kiểm nghiệm anh ta có ý chí không. Bằng việc khảo nghiệm tổng hợp nhiều mặt, chúng ta sẽ biết rõ anh ta là người như thế nào. 4. Bảy cách để nhìn người của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng: phù trí nhân tính, mạc nan sát yên, mỹ ác ký thù, tình mạo bất nhất, hữu ôn lương nhi, vi trá giả, hữu ngoại cung nhi, nội khi giả, hữu ngoại dũng nhi, nội khiếp giả, hữu tận lực nhi, bất trung giả, nhiên tri nhân chi đạo, hữu thất yên, nhất viết, giảng chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí, nhị viết, cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến, tam viết, tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức, tứ viết, cáo chi dĩ họa nạn nhi quan kỳ dũng, ngũ viết, túy chi dĩ tủ nhi quan kỳ tính, lục viết, lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm, thất viết,
kỳ chi dĩ sự, nhi quan kỳ tính. Tạm dịch, biết tính cách người ta chẳng có gì là khó. Tốt xấu khác nhau thì nội tâm khác với biểu lộ. Có kẻ vẻ hiền lành nhưng thực giả dối. Có kẻ ngoài cung kính nhưng trong lừa bịp. Có kẻ ngoài dũng mãnh nhưng trong khiếp sợ. Có kẻ tận tụy nhưng bất trung. Cách nhận biết người có 7 cách. 1. Gây chia rẽ thị phi để xem chí hướng. 2. Truy vấn, tranh luận để xem khả năng ứng biến. 3. Hỏi mưu kế để xem kiến thức. 4. Báo tai họa, khó nạn để xem cái dũng. 5. Chuốc rượu say để xem bản tính. 6. Dùng tài lợi để xem liêm khiết. 7. Giao việc để xem chữ tính. Con người nội tâm và biểu lộ thường khác nhau. Để hiểu chính xác bản tính một người là vô cùng khó. Vậy làm thế nào để thông qua biểu hiện bên ngoài của người ta mà phán đoán nội tâm chân thực của họ? Về vấn đề này, Gia Cát Lượng đã đưa ra 7 phương pháp nhận biết. Thông qua việc để anh ta phán đoán đúng sai để nhận biết chí hướng lập trường của anh ta. Thông qua tranh luận, truy vấn để nhận biết khí độ và khả năng ứng biến của anh ta. Tham vấn hỏi ý kiến anh ta về vấn đề nào đó để nhận biết kiến thức của anh ta. Báo cho anh ta về tai họa hoặc khó khăn hiện tại để nhận biết lòng can đảm và dũng khí của anh ta. Chuốc rượu anh ta say để nhận biết bản tính, tu dưỡng của anh ta. Dùng lời dụ dỗ để xem anh ta có liêm khiết không. Giao việc cho anh ta làm để nhận biết anh ta có đáng tin cậy không. 5. 5 cách đánh giá của Lý Khôi. Lý Khôi: cư thị kỳ sở thân, phú thị kỳ sở giữ, đạt thị kỳ sở cử, cùng thị kỳ sở bất vi, bần thị kỳ sở bất thủ. Tạm dịch: trong cuộc sống xem thân cận với ai, khi giàu có xem cho ai tiền của, khi thành đạt xem tiếng cử ai, khi khốn cùng xem điều gì không làm, khi nghèo khó xem cái gì không lấy. Lý Khôi là nhân vật tiêu biểu cho phái Pháp Gia của thời Chiến Quốc. Ông đưa ra 5 phương pháp quan sát đánh giá con người. Một người thường xuyên giao du với những ai là rất quan trọng. Sống bởi khó nhọc, chết bởi an lạc. Khi một người sống trong cảnh giàu có, dùng tiền tiêu vào những gì là có thể biết được khả năng tự ước chế của anh ta. Một người ở địa vị cao quý, đề bạc trọng dụng những ai thì biết được tiết tháo của anh ta. Một người trong nghịch cảnh liệu có vứt bỏ chuẩn mực đạo đức không là có thể biết được ý chí của anh ta. Một người lâm vào cảnh nghèo khó bần cùng liệu có giữ mình trong sạch không là biết được phẩm chất của anh ta. 6. Chính tà xem mắt, thật giả xem môi. Tăng Quốc Phiên: tà chính kháng nhãn tỵ, chân giả kháng chủy thần, công danh kháng khí vũ, sự nghiệp kháng tinh thần, thọ yểu kháng chỉ trảo, phong ba kháng cước cân, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trung. Trích Tăng Quốc Phiên, Quan Nhân Khẩu Quyết. Tạm dịch: chính tà xem mắt, thật giả xem môi, công danh xem khí chất phong độ, sự nghiệp xem tinh thần, thọ yểu xem móng tay, phong ba xem gót chân. Nếu muốn hỏi trật tự nề nếp, đều trong lời nói mà xem. Xem tướng mặt mà biết nội tâm, đây không phải là mê tín. Tinh thần, khí chất của con người đều thể hiện ra trong cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt thần thái an định, có ánh mắt rực sáng, thì nội tâm anh ta tràn đầy tự tin, vượt qua được thử thách. Người ăn nói chân thành thì miệng vuông vắn tròn trịa, là người có chủ kiến khi gặp chuyện cấp bách, là người tạo được chỗ đứng vững chắc. Nếu một người biết tu dưỡng, thì từ vẻ bề ngoài sẽ toát lên khí chất đặc biệt từ nội tâm, về sau nhất định sẽ công thành danh toại. Muốn biết một người có thành danh hay không, thì hãy xem trạng thái tinh thần của người đó. Nếu một người mà mỗi lời nói ra đều là lời chân thành từ đáy lòng, nói năng gọn ghẽ, súc tích, thì khi tư duy vấn đề cũng rất chặt chẽ, logic.
Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Tha thứ cho kẻ thù mới là cảnh giới cao nhất của sự từ bi. Đã bao giờ bạn cảm thấy rằng tha thứ cho người khác là một việc đầy khó khăn chăng? Mẫu truyện dưới đây hy vọng sẽ gợi ý cho bạn. Xưa có một ông lão râu tóc bạc phơ, sống với ba người con trai. Một ngày kia, ông lão gọi các con của mình lại và nói: Cả đời cha đã gánh vác cho gia đình ta, bị người ta ức hiếp cũng nhiều rồi. Giờ thì cha đã già, không biết còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên, một trong ba anh em con cần phải thay cha gánh vác gia đình. Hôm nay, cha giao cho mỗi con một thỏi bạc. Hãy đi hành thiện và tích đức. Ai có thể chứng tỏ là người thiện đức nhất sẽ được thay cha trở thành trụ cột của gia đình. Một thời gian sau, ba người con trở về. Người cha yêu cầu họ kể lại những gì họ đã trải qua. Anh con cả tự hào, còn nhìn thấy một người phụ nữ định trẫm mình xuống sông. Con vội nhảy xuống và cứu được cô ấy lên bờ. Vì cô ấy mang bầu nên con đã cứu được hai mạng người. Anh thứ hai cũng hào hứng kể: Con đi ngang qua một thôn làng và thấy có ngôi nhà đang bén lửa. Vì ngôi nhà ở ngay đầu gió nên cơ hồ cả làng sẽ bị thiêu rụi. Con nhảy vào trong lửa và dập tắt đám cháy ấy, đã cứu được rất nhiều mạng sống và tài sản. Người cha mỉm cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ còn lại anh Út. Anh ngập ngừng: Cha ạ, con rất buồn vì chẳng làm nên công trạng gì mà chỉ toàn là những việc ngớ ngẩn. Ngày hôm trước đi ngang qua rặng núi, con nhìn thấy vị lực sĩ mà thường ngày vẫn hay ức hiếp nhà chúng ta. Lúc ấy anh ta đang say rượu nằm ngay bên bờ vực thẳm. Chỉ cần anh ta trở mình một cái là sẽ rơi xuống vực. Lẽ ra con nên bỏ mặc anh ta đó mà đi tìm việc gì khả dĩ hơn. Vì kẻ đồi bại như anh ta thì cả làng đều cho rằng chết là đáng kiếp. Nhưng tâm con lúc đó bức rứt lắm. Con đành gọi anh ta dậy, bảo anh ta cẩn trọng tránh xa cái vực đó. Cuối cùng không tìm được việc gì để làm theo nguyện của cha. Người cha nghe xong, không ngờ khuôn mặt trở nên vô cùng rạng rỡ, nói: Con có thể buông bỏ oán hận, tha thứ để cứu cả kẻ thù của mình thì tâm đủ rộng để gánh vác việc lớn. Ông quyết định trao cho con trai Út kế thừa gia sản, trụ cột gia đình. Sau khi người con Út trở thành trụ cột gia đình, vị lực sĩ từng bắt nạt anh ngày trước vô cùng biết ơn và nhận ra rằng việc mình làm trước đây là sai trái. Từ đó anh ta bỏ hẳn thói ngang nhiên hống hách, đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm và hòa ái. Hai gia đình từ đó cũng trở thành những người bạn tốt. Câu chuyện Nỗi oan của vị thiền sư. Nói về lòng bao dung và tha thứ, không ai quên câu chuyện có thật về vị thiền sư Nhật Bản Hakuin Ikkaku. Thiền sư Hakuin Ikkaku sinh năm 1684 ở thời kỳ Edo, Nhật Bản. Xuất gia từ năm 8 tuổi, ông được coi là thiền sư vĩ đại, 500 năm mới có một người của nước Nhật. Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể bởi đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo con gái để biết về lai lịch tình nhân. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ cha của đứa bé là thiền sư Hakuin. Một vị sư được mọi người kính trọng lại làm chuyện như vậy, câu chuyện lan ra khắp xóm làng. Cha mẹ cô gái giận dữ đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Tuy nhiên khi đối mặt với tất cả, thiền sư Hakuin bình thản trả lời: Thế à. Đệ tử của thiền sư dần dần bỏ đi gần hết. Không chỉ có vậy, gia đình cô gái vô cùng tức giận, chờ đứa cháu được sinh ra rồi mang tới bỏ mặc cho thiền sư. Thiền sư Hakuin không nói gì, bình thản nhận lấy đứa bé. Vì không có sữa cho đứa bé, bị đệ tử xa lánh nên chính thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè biểu. Sau một thời gian dài, cô gái vì cảm thấy day dứt, hối hận nên đã thú thực với cha mẹ
rằng người cha đứa bé không phải là Hakuin, mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng, nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin đứa cháu mang về. Thiền sư nghe xong chỉ bình thản nói: "Thế à." Sự tình được truyền đi, dân chúng ngưỡng mộ, các đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tấm lòng bao dung rộng lượng của thiền sư. Danh tiếng của thiền sư cũng nhờ vậy mà ngày càng vang xa.